Theo báo cáo Thương mại điện tử ở Đông Nam Á năm 2024, Việt Nam đã vượt qua Philippines để trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ ba khu vực với rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Theo thống kê của Metric, tổng doanh thu của 5 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendor và TikTok Shop 6 tháng đầu năm ước đạt 156.000 tỷ đồng, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng nhanh nên đòi hỏi các sàn thương mại điện tử phải có nhiều chính sách tăng cạnh tranh, thu hút người dùng mới đây các sàn thương mại điện tử đã đưa ra chính sách cho phép hủy trả đơn hàng thậm chí ngay khi đang trên đường vận chuyển tuy nhiên chính sách mới này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều khác nhau khác với trước kia nếu người bán đã chuẩn bị xong hàng để giao đi thì người mua phải chờ tới khi nhận đơn mới có thể hoàn hàng thì nay có thể hủy sớm hơn với nhiều người mua thay đổi này khá thuận tiện còn theo các chuyên gia kinh tế những quy định mới này tưởng như làm khó nhưng trên thực tế lại tốt cho cả người bán cũng như người mua hàng trên thương mại điện tử